Trong số 10 tỉnh bị động đất của Thổ Nhĩ Kỳ, Hatay là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo cơ quan quản lý thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 6.400 tòa nhà đã bị sụp đổ do hậu quả của hai trận động đất chính và hơn 430 cơn dư chấn. Hơn 32.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia các hoạt động cứu hộ cứu nạn trong thời tiết lạnh giá, trong khi hàng triệu người đang rất cần viện trợ. Công tác cứu nạn cứu hộ còn có sự tham gia của khoảng 8.300 nhân viên cứu hộ quốc tế, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu tìm kiếm của lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội nhân dân Việt Nam là khu vực xã Hasi Omer Anpagot, huyện Antakya, tỉnh Hatay. Địa bàn này có dân số khoảng 5.200 người. Chiến thuật cứu hộ được áp dụng là các tổ tiến hành trinh sát mục tiêu. Nếu phát hiện mục tiêu cần đưa ra khỏi khu vực sập đổ hoặc dấu hiệu cần ứng cứu, sẽ lập tức báo cáo để chỉ huy trưởng điều động lực lượng công binh tới hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành công tác cứu hộ. Lực lượng quân y ở vòng ngoài sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp cần thiết hoặc thực hiện các biện pháp đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, bàn giao cho giới chức sở tại.